TMI News đã có một cuộc hội thảo về những idol được sinh ra với thìa vàng ở trong miệng. Từ những ngôi trường học ưu tú đến những ngôi nhà biệt thự sang trọng, những idol này đã được hưởng một cuộc sống thật là tốt đẹp. Đứng ở vị trí thứ 7 là Izzy Lia. Lia đến từ một gia đình giàu có. Cô theo học tại một trường quốc tế với học phí 13.600 đô la, phí ký túc xá 14.000 đô la và số tiền chi tiêu hàng năm là 53.400 đô la. Lia đã đạt điểm cao đến mức cô ấy đã suy nghĩ về việc theo học tại một trường đại học ở Mỹ hoặc là Anh. Ở vị trí thứ 6 là Jifren Umji. Cha của Umji là CEO của một tập đoàn nha sĩ nổi tiếng, Moa Dentist Group. Họ có 9 văn phòng ở Seoul, 12 ở Gyeongju, 9 ở Incheon và nhiều nơi khác. Moa đã chúc mừng sinh nhật Jifren khi họ ra mắt. Đứng thứ 5 là Choi Chuju. Mẹ của Chuju là một cổ đông lớn của một bệnh viện ở quê nhà Đài Loan. Và bà ấy đã đầu tư rất nhiều vào các lĩnh vực như là phẫu thuật thẩm mỹ. Ở vị trí thứ 4 là Block B, PO. Gia đình của PO rất là giàu có. Cha anh ta sở hữu một cửa hàng duty free và những món quà sinh nhật xa hoa của anh ấy đã nói lên điều đó. Ở vị trí thứ 3 là God Seven Mark. Cha của Mark là một doanh nhân đã nghỉ hưu và ông ấy đã tích lũy được một số tiền khổng lồ. Mark đã bay từ Thái Lan đến Thụy Sĩ chỉ để đi trượt tuyết. Đứng ở vị trí thứ 2 là Bitok Sungjae. Sungjae được sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha anh ta là giám đốc điều hành của một tập đoàn công nghệ thông tin, cung cấp linh kiện cho Samsung. Ông nội là người đầu tiên nhập khẩu cá chép giống ở Hàn Quốc. Bà nội sở hữu một trang trại rộng 33.000 m². Bà chú của Sungjae sở hữu một công ty có giá trị thị trường 70 tỷ đô la. Đứng ở vị trí đầu tiên là NCT Chenlea. Chenlea là thành viên của một gia đình tỷ phú. Ông nội của Chenlea là một trong 20 doanh nhân hàng đầu của Trung Quốc. Xin cảm ơn các bạn.